Và kêu là mày để hai tay vô túi khoác này nè cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Hôm nay con dựa vậy là không, sao tao chịu nổi. Ờ đúng rồi đó, đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi nghe mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Bye bye. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai trung mà. Rồi quen nhau nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường. Đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn con học đại học. Thì mới gặp bạn này thì chơi chung nhóm, cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm như ta lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nào, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc, nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là anh trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc cái bình thường dưới nhà thôi, chứ đâu phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi, đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi. Rồi nói đứa đẹp là không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á là bạn tập trung rất là cao độ. Và cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ. Ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh, đúng không? Hình thức. Dạ. Dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi, đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè. Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối. Xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay vô túi khoác này nè cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Tao không muốn nói là tao thương mày đó. Dạ. Tao thích mày. Mày còn dựa vậy là không, sao tao chịu nổi. Ờ đúng rồi đó, mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như Và lúc đó là con im lặng luôn, cô im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết, cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao?
Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Rồi lúc đó Hoài sao? Em nhận được cái lời câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Nhưng mà mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng vậy như là ta đây á. Giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi được, im được, luôn. Được thôi, tôi dạ, sẽ không quen nhau được. Dạ, rồi xong rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ. Hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với. Xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe. Tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói ừ thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn say qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ê, ông tự gái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bạn quen nhau đi. Ừ vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bạn chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dặn trong đầu em nói. Ừ vậy chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày. Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau là cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn. Con thấy tội nghiệp quá. Con với lại con cũng hỏi thăm. Con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận. Con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê con đi. Tự ái một người đàn ông đó. Tự ái. Tự ái đâu. Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà đúng không đó. Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á thì lúc mình lên tour đi á thì không đi chung với lớp mình đâu, đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình á. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xin không? Dạ cũng dễ thương mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Cái con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi, bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn. Tại vì đó, quen luôn. Dạ. Nhưng mà sau đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021. Là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì mà em hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Ý nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Rồi. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Kêu mày tao. Hai đứa con có biệt danh trong nhóm là tụi con là CC couple, là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó ơi, mập. Kỳ lắm á. Chó mập không phải là chửi, là thằng mập. Đó, nhưng mà đó là một cái loài, tiếng nhờ một cái loài cuốn mà nó ổn định thì nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái từ loài nào cũng dễ thương hết trơn. Nhưng mà cái từ ngữ kêu hay chó mập. Đó, ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê, chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cách xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi tới anh giờ với vậy em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì lâu lâu về thì... nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm rồi xưng lại là dạ. Vợ với chồng. Thôi bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá Mạnh Ai nó ngủ. Không có gì hết. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì? Quên đồ.
đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những gì em không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, đi mà lên xe là sực nhớ là quên rồi. Có bao giờ quên bóp không? Bình thường luôn, đi mua, đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Ờ. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xôi luôn. Mà mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Rồi nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu là kẹt ngay nách luôn nè, mà không không cảm giác luôn dạ không rớt dạ, dạ, để không rớt mà kiếm quá trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng cũng khá là nổi tiếng á, thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Ờ, mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại thì như là không có làm việc được. Rồi sao? Không làm việc được. Rồi. Thì lúc đó là trời em rất là tức. Tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không? Cuối cùng dạ không kịp giờ, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì à. Dạ. Sao? Như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống quên con trước đó, quên con luôn. Quên con luôn. Con đó, cô dẫn về nhà ăn cơm. Cô dẫn về nhà ăn cơm. Quên 2 tiếng. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn. Ừ. Rất là quan tâm vợ nha. Có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á. Rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Ừ. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra anh thấy mình lau nhà. Ảnh ra anh kêu nè. Thôi ra đi, ra chỗ khác đi. Tay yếu xìu lắm, sạch dữ chân cũng lau. Đây, đứa cây đây. Là lấy tự lấy đau mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn, riết là quen luôn. Cảm mà thay đổi dạ là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cái mất hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi, nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình cũng thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là có là người đi làm mà. Có hai lần đó là ông lỏng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con, thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ông mới chạy ông một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc, xong rồi ông mới mang ra sân bay ông giấu, thì ông mới nhờ bạn con giấu bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài, bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ông đứng ngoài, ông tặng con cái bó hoa. Là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Mà lúc làm đó là thôi, chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó là còn là người yêu. Thì dạ đó, không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói gì? Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là cô để quên bên Hàn Quốc. Không mang cái bó hoa đó về. Trong dạ, năm nay có làm điều trong gì năm bất ngờ, có làm cho gì bất ngờ chưa? À điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa đúng không? Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. Chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Hobby cái bông hoa và một cây bông hồng. Cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa, nhưng mà mọi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen. Yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thấy. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá.
chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phím cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không sống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoay cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để mà sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Không biết ông vợ cái đi nào. Rồi. Ô, sao bạn này đẹp quá vậy? Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên: ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được, tao rồi em bỏ. Rồi nghỉ nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lòng quá. Hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta? Thì đó. Trời ơi, quay qua hết hồn, tưởng ngồi kế Đông Nhi không à? Hả? Nhìn trẻ quá chị ơi, em nói thiệt luôn á, chị quá trẻ luôn. Không biết lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả? Bắt kịp trend á. Trend. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mặc vui thế, trời, trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Cố Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy? Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên: ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thằng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái, lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời, nhìn lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi, mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. Là bạn Thắng này với bạn bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Ừ. Bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện: ê tụi bay đi chưa vậy? Tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi
khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á là bạn Thắng này á vẫn còn cái nét xoái ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà có vợ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm rồi cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô đồ. Mua mà cái mặt thì ục cái này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? À, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được 1 tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời, rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn. Lúc đó em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu, xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chia nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng một tuần. Sạch lòng quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được. Dạ lúc đó phụ huynh ra tay hề thốt trà lết quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ cũng đúng á. Mấy bạn em nói em ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa nó, lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong rồi hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu, thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì em tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mà em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái dách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Chốt luôn. Rút mạng ký vô tờ đăng ký kết hôn mà. Em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một ủa lý do ủa, gì? Mà... ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi, chất. Tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trọi. À để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sao mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Lỗ cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen. Lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có.
tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ, tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xuôi á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xuôi còn đẹp. Trời ơi, em nói anh Thắng xàm, nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói và những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Hỏi ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày. Tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì. Quá đúng rồi, đúng đó. Rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong 2 năm? Đó. Dạ, nó xấu đều luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ, Thắng ơi Thắng. Dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nhiều lắm đi. Nhỏ. Ôi ơi. Dạ. Thôi còn im nè. Dạ, với lại ngủ nướng anh. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dạy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây cần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nó. Trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy? Anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ. Yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao? Đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hòa mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn thật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ rau vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. Ờ, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng ơi Thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi sao lại tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Mà lúc bình thường thì là anh em. Hay chứ bộ. Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cứ như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi. Bỏ đi. Hiểu không? Còn em á open ra một chút. Để nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó.
đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái, thoải mái tận hưởng, tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau, bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Trời ơi, trọn năm luôn á, trọn năm luôn á. Cảm ơn hai đứa. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hình Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, còn mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bỏ mình sớm. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm tắm luôn. Chị nên bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Trời ơi, nhìn hai đứa là thấy muốn Tết rồi đó, thêm chị nữa. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Phạm Đình Sang. Năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp em là bên săn lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lấp mặt bằng. Còn đây là vợ em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về với chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành bất động sản. Chồng em thì săn lấp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm, điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cục rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này, chặn á thôi chắc chia tay sớm á, chưa biết gì đâu, điện kiểu không tâm trọng á anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi hả? Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy chị. Gọi điện không máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Mà đẹp quá mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau, khoảng từng lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà móc máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hình Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn. Gọi lần một rồi lần hai là em đi tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi, tại vì chia sẻ gì cái gì tâm tư của ảnh. Thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết, để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. Em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó là sao? Em là ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ, em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Dạ, em nói đòi tính Tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi gặp kiểu này là thôi rồi chắc. Nhưng mà sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện bà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ ba em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là ảnh lấy xe con anh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Em nó không làm như bộ gái vậy. Kiểu đi chặt chảnh với mình lên rồi sao ấy nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không. Không có gì. Không có giận. Cái xong mới chơi. Đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh đó, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó, mình bật máy lạnh luôn á anh, bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi, lúc B chạy vô ngã tư luôn, lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ.
đâu ào ào em sửa quê nữa, quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh còn mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm nó trời em giái luôn, nó tự giái ông bà giái ở bên nó đổ máy cái em đề cháy cái máy đề luôn, em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy, nổ con cái chạy chạy về tới nhà luôn, hên quá quá, từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy anh cũng tót cái mồ hôi, anh cũng nhiệt tình đi đón em, rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hành hoành hành anh á, em thấy giống như là anh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Thì khi mà đi trên đường về á thì anh chở em về nhà gặp mẹ anh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à, là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi, cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh, thì chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu anh về dành cho em ấy là đồ của em mặc mấy ngày á, anh gom ra hết tất bật làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Anh lo những cái từ ly từ tí là anh về anh tự anh giặt tay đó, em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng đó là kết kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh nói thiệt nghe sang cái đó là em làm thật lòng hay là em làm màu? Dạ thật lòng, cái gì em cũng biết đó, vợ em chăm sóc từ A tới Z, móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em á, cái móng hôm nay làm chuẩn bị cho vợ một bộ tay để là em đi tiệm em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày, cái anh học lớn cái đầu anh về anh bắt chước cái anh đi mua nước sơn, mua cỏ về vẽ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần cuối tuần á anh. Về cái em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mừng anh luôn. Cái không gian những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là như là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi, rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. đến. Vô Thảo có tắm cho sang không? Có. Dạ không có, mới gì vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá rồi mình thấy cái gầy thấy hơi ngại. Hôm đó cảnh... em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Lần đầu tiên khó tả lắm, tắm trong nó lăn mình tại nhà mình nữa. Dạ, nó lăn mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm anh. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%, kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy sao đó. Không có nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mập chỗ ấy á, chỗ kính á. Giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giúp y chang hết luôn. Trời đất ơi nghe vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người tay em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi nào. Dạ. Sau dạ. Đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bóng ai thập thoáng dưới trăng có vài anh dạy phóng quân về thăm xóm nhỏ. Để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Ai mà hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô. Vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. Thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ. Mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi, anh nghe là cái làn hơi này. Ồ hay quá, mời hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay là chồng xung ca vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em hay là khang tiếng, em cũng bên cường cổ hơi dặn lên một câu. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho nó coi thôi. Yo. Thôi Thảo ơi, đừng gọi tên Sang nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lát nữa đây dù hai ta mà được một phút đời dịu duyên thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đương để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm khí thế quá, trời quá. Ơi cái cặp vợ chồng này phải tham gia chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ đi. Dạ hôm nay em hát đủ luôn, nhờ anh với chị.
Trời ơi, hay quá. Nó nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là dạ, cái gì cũng hợp á đúng không? Từ dạ, cái giọng hát rồi dạ, cho tới cái lối sống, cho tới cái dạ, sở thích. Mà em có thật dạ, sống vậy nè. Dạ. Vậy em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Ly hát ai cũng đồ song ca đó. Bạn sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ghen đúng không? Ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen, em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó em rồi, ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời ơi, em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi, cái em nói không được nha, em nhắc em nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha, anh không được. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm xỉ mà thầm xỉ. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ, khoảng 2 tuần rồi, 2. Không, cần cả tháng em. Cần tháng à? Dạ, dạ. 1 tháng rồi. Dắt đi dưới đâm mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi dưới coi có chịu rễ không? Trời hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu luôn. Về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh nó hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ, nó hỗ trợ mày lấy chồng đi. Chị Hồng Vân với Quốc Thượng biết sao bị hồi xưa giờ gặp toàn Lý Thông không à? Lý Thông. Không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ ha. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là nghe được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới nghe được mấy tháng rồi? Có hơn. Ngày 11 tháng 6 mình làm giấy kết hôn. Mình đúng có ngày 21 tháng 7. Tính từ thời điểm quen nhau, từ gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng. 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài 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 hơn quá. Trường kỳ. Dài. Rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao giờ một tiếng mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe. Bỏ lên xe bởi mấy lần để trên xe xuống thì có đi trên xe thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em nên là ghét rồi em về từ lúc nói em về với anh là 58 kg mà giờ là 68 kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Dạ. Nên dính người gì xàm vậy là đúng rồi. Sợ ông mất cái gì chồng sao không đi chung. Không phải anh có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh đó nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung. Giận thì giận ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha mà không cho em là không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Trời giờ rồi. Sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân nữa. Em theo trời chị hôm nay chị đẹp quá. Ông nói đó, chút mặt xì xuống là em biết khó chịu à. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Lắm lúc về, khi em lớn tiếng anh. Em mà nạt á, em nạt lên cái là bà khóc. Bà khóc suốt, cái lắm mà trốn mất tiêu. Không đi đâu. Đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà anh, đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm. Coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy em thấy tội quá tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á. Nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau bữa rồi xong trốn đi, cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt. Chốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu. Sao phải lọt đìa đó. Lọt đìa. Còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải hòa như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Hẳn lên hiểu không? Có sao chứ. Chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng hòa là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mệt mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm ấp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu liền. Của bà là bà ghiền, bà hứa nách. Lâu lâu quẹt cái hửi cũng hỏi làm gì ông ghiền. Em tha mà em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi, bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thích thiên nhiên. Nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó không, tật xấu của hay em quên là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ. Ví dụ như em làm tới đâu em bày đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn anh nói ông. Rồi giờ nè, tật xấu ổng có không? Có, lớn tiếng.
lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết em thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng 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 lên rồi, không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói thôi thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh ấy. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi. Chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã là hoàn hảo rồi. Như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu. Kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà bỏ. Ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Tức dạ. Là không có phải là ngày nào cũng tắm không, không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe, nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. Và chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê rồi uống một hơi cái bắt đầu em mới xin, em cho anh hôn cái. Dạ, cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. 12-13 tuổi mà 60 kg, 60 mấy kg á, em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tuy nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có một tiếng có khoảng cách luôn. Em gọi điện thoại cho ảnh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài như là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em nói đi đất. Anh nghe nè. Anh Hiếu nè em. Ừ em nói đi anh nghe. Rồi đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên Hiếu, dạ em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý vị khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó ở, anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ. Cách là phải nói là em không có biết diễn tả sao, là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa là nhuộm nó, nhuộm vàng dạ, vàng mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40 kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40 kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét. Trời ơi, vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không mà thường mấy đứa con trai mà 12-13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, dạ. Quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm á. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12-13 tuổi mà 60 kg, 60 mấy kg á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét của nào trời cho của dạ đó. Đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ kèm đúng rồi học. Là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm. Càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè.
Tại hồi đó ổng quá dơ, ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, ổng biết yêu coi như 14 tuổi là ổng yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi á là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay chia chân đồ không? Dạ dần dần chắc luôn nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm. Tới lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới sinh nhật rồi á. Rồi em đi xiếc, em không có nhà. Em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm không? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi, để em có đi học, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ông nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cọng dây chuyền đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó không vậy đó. Hồi đó bao nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 rồi. Ờ. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài, em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á. Rồi em xin lại số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á, đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa. À là do anh này, anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bạn thân của em rồi. Tự nhiên, vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em ổn cảm luôn. Giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Trời rồi anh có cặp với bạn. Dạ không ạ, bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bạn thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng, thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gập như vậy luôn nè, thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn, thì gọi mãi anh không bắt máy, rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, lợi trừ cái xe nó chúng cho con gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà, em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong, thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy, em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ổng mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ổng cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình. Dạ, luôn tự về nghỉ ngơi, xem vết thương rồi tự băng bó cho mình, rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên. Vậy? À, đúng rồi. Vô tâm mà vô tình nữa. À, con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ, đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ, nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người đứng ra thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh, thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này, nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi, nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ một chút. Vô tâm là vô đối, nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi.
sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi, cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Và tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa. Anh cũng không biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Chị hai đứa chụp giật xong chưa em? Xong chưa? Rồi về nó tục ngủng. Nhưng mà ai chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê mà đi uống cà phê lùm á, cái đi về nắng mới mệt. Anh em ơi giờ anh mệt quá, mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Vô em ngủ thiệt, em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Rồi bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi hay? Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ, ổng làm biến. Biến? Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà, em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh bà để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn, ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ dưới chén, dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là quên luôn. Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích, là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ, chị kia qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày, là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi chiếc quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe vậy đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Đúng rồi, em suy nghĩ đơn giản thôi. Mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi. Có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em thôi, nói đi đất. anh nghe nè em. Anh Hiếu nè em. Ừ em nói đi anh nghe. Rồi đó. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không hay là em muốn ảnh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn ảnh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau tụi em vừa làm bạn với nhau. Là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó, bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Rồi em thấy em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, vé xe là em giữ. Mà một chục lần giấy xe bả giữ là mất giấy xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch. Để vô cái kịch, để vô kịch dính, đang đi cho nó lẹ. Một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có mới đây em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em, bả hỏi anh có về không. Nó anh có về thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào và xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không. Em gọi đâu 4-5 cuốc á không bắt máy, tới cuốc thứ 6 thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi ngồi rồi. Mà trời mưa lâm dâm mà chán vậy hỏi tính bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha. Còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta suối nữa. Nghe lời ta suối bả. Dạ đúng rồi. Bả về bả suối lại em. Không có, không có suối làm luôn. Em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả? Tôi dép áo quốc một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á.
Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô là giận lên đúng không? Dạ không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó là dạ, hậu đậu. Dạ đó, ừ. Em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Tức là 100 bộ là ừ, mỗi bộ còn chén đó, phải dạ, không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe tài suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường, đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là vậy nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ. Cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Ở quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Nghe. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Nghe. Dạ. Rồi.